Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Hiện tại Từ Siêu đang có mặt ở thị trấn Minh Lức, tỉnh Long An. Và một chút nữa đây, Từ Siêu sẽ mời quý vị đến xem một cửa hàng chuyên bán máy cumin. Mình cũng vô tình quen bạn này ở trên YouTube. Ảnh nói ảnh bán máy cumin không à đó. Rồi phụ tùng các kiểu. Ảnh nói máy cumin K38, K50 đó. Thì đến đây quay thì ảnh sẽ cho thoải mái luôn ha. Quay thoải mái đó, báo giá từng sản phẩm cho quý vị khán giả biết luôn. Thì mời quý vị vô xem chi tiết nha, để xem coi giá từ cái máy như thế nào. Nơi đây là chuyên bán máy cumin nha, kho hàng Phát Nguyễn, chuyên máy phát điện, máy thủy đó. Có số điện thoại trên màn hình luôn đó, thấy không? 382 quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn Minh Lức, huyện Minh Lức, tỉnh Long An. À, bây giờ mình sẽ đi vô nha, mình xem nha. Bên trong nè, bên đó thì hai cái máy cumin K38, K50 đó. Đây chỗ của ảnh nha. Trước tiên thì mình thấy là ở đây là cái máy cumin 6CT. Nguyên bộ này nè, là bơm cát đó, 100 triệu đó. Ở đây anh Phát ảnh bao zin nha. Còn bên trong nó thì nguyên dàn máy cumin nữa. Bây giờ mình sẽ vô nữa, mình quay nha. Ở đây anh Phát Nguyễn giấu mặt cho nên thì từ xưa sẽ không quay mặt ảnh nha. Anh Phát, bên đây cái dàn máy này là toàn bộ ở đây là anh nhập về nghĩa địa hết, toàn bộ nhập từ Mỹ ha. Cái mámáy này cumin K38 ha. Này dòng này nhiêu ngựa anh? 1250 nha. Ở đây anh phụ tùng đầy đủ ha, là nói chung nếu khách hàng đặt thì anh sẽ chuyển về xe ha. Đây máy cumin K38 nha quý vị. Ở đây là máy nghĩa địa zin toàn bộ nha. Nó nhập ở bển sau thì đem về thì vậy đó. Còn quý vị nào muốn sơn phết thì cứ lấy rồi điện cho ảnh nè. Đó. Cái máy này bán nhiêu anh Phát? Máy này bán 650. 650 nha. 650 triệu đó. Còn muốn thương lượng tiền xe tiền cộ đó cứ điện cho ảnh nha. Ở đây từ xưa quen biết ảnh là qua kênh YouTube đó. Thì hay tin là ảnh chủ chỗ này cho nên thì quay cho khán giả coi đó, biết nơi địa điểm mua tận gốc ha. Ở đây cái mạc của nó nha, sản xuất năm 2011, máy KTA 38 K38 đó, 1200 HP nè đó, 1800 vòng trên một phút. Nếu mà có dịp cảnh thì sẽ nổ lên cho quý vị xem nha. Còn đây nữa nè. Anh Phát, cái máy này máy cumin máy anh Phát hả? N14 nha. 535 ngựa ha. Máy này nhiêu tiền anh? 450 triệu nha. Đó, nói giá cho quý vị biết luôn đó. Ở đây bao zin đó, cứ gọi cho ảnh đi, số điện thoại trên màn hình đó. Bên đây cũng giống vậy luôn nè đó. Hai cái. Đây cái mạc đây. Cho hồng zin toàn bộ nha. Mạc đây đó. Nó sản xuất năm 2005 nha. Đây, 535 HP, 1800 vòng trên một phút nha. Bít tông nó nhiêu ta? Bít tông 1.4 đó. Hai cái bằng giá luôn đó. Anh em lấy đem về nha, còn ba cái này thì
Muốn sơn thì đây, ở đây sơn miễn phí không anh? Ở đây có sơn miễn phí luôn không? Sơn miễn phí. Sơn miễn phí luôn nha quý vị. Đó, quý vị lấy thì sơn miễn phí luôn. Và nhà mông đem về gắn luôn luôn, không có sơn gì hết trơn. Nhà mông thì người ta thích sự mới mẻ cho nên thì sơn lại đó. Còn đây cái máy này là máy Cummins M3 nha. Nhiêu tiền anh? Năm trăm tư nha, 540 triệu. Nó nhiêu ngựa ta? 650 ngựa. Biết tông nó nhiêu nhớ không? Top 59 nha. Ở đây thì cái chỗ này uy tín, quý vị khỏi lo nha. Phụ tùng của gì đó cứ điện cho ảnh đi đó, số điện thoại đó cứ gọi cho ảnh. Còn bên đây Cummins G4 nha, 755 ngựa đó. Nhiêu? 600 triệu ha. 600. Ở đây thì cái thùng nước ngọt ảnh gỡ cất rồi đó. Ở đây là có hết luôn á nha, heo 2 ti đàng hoàng. Đi quen máy cho quý vị coi. Nói chung thì vô tình quen biết ảnh cho nên thì quay cho coi đó, cho quý vị biết chỗ mua tận gốc luôn. Thì quý vị cứ thôi so giá đi, ở đây là máy nhập bển đem về đó. Cái máy này anh sơn lại rồi đúng không anh? Có vệ sinh sơn. Vệ sinh sơn lại rồi nha. Mã này người ta bao cho quý vị đàng hoàng, cốp ớt tăng đa, nói chung là toàn bộ zin hết đó. Còn bên đây nguyên vàng nữa nè. Bên phát máy này máy diện phát. Cummins 500 nha. Giá nhiêu nói luôn. Con này đúng 300. 300 triệu ha. Em này là Cummins 500 nha, 300 triệu nha. Zin toàn bộ nha. Này đã vệ sinh rồi, sơn lại rồi nha. Lúc trước là có anh bạn kia anh mua Cummins 500 này nè, là mình nghe nói là 300 mấy chục triệu đó. Đó, biết anh mua ở đâu. Mà ở đây anh Phát Nguyễn anh nói 300 triệu đó. Còn bên đây máy gì ta? Cummins NTA 535 ngựa hả? Hai con luôn. Nhiêu tiền? 280 triệu nha quý vị. Đó. Biết tông nó nhiêu anh? Biết tông tất tư. Đi một vòng qua đây coi nữa nè. Đây chuyên Cummins không à? Sơn rồi. Ở bên đây máy Cummins N14 nha. Này nhiêu HP anh Phát? 410 HP. Giá nhiêu tiền? 220 triệu. 220 triệu nha. Biết tông nó nhiêu ta? Tắc tư đó. Sơn rồi đó, vệ sinh rồi. Bên đây nữa nè. Nó luôn đó phải không? N14 403. Ồ, vậy là nó khác nữa ha. N14 mà cái dòng này là 430 ngựa. Biết tông nó nhiêu? Tất tư luôn. 230 triệu nha. Đó, quý vị cứ nghe gõ giá đàng hoàng. Ở đây là cứ nói thẳng luôn. Đó, vậy đó. Mua về đem xuống là gắn quốc. Rồi bên đây 460 ngựa phải không? N14 ha. Sơn rồi luôn. 300 triệu nha. Đó. Cái nào cũng có giá nó hết trơn á. Thì tùy theo máy ngựa nó nhiêu đó. Thế nào thì cứ gọi cho ảnh nha. Ủa chiếc xe này bán không anh Phát? Không bán hả? Giờ chân đây để chơi thôi á. Cái này đem về mình chế lại này nọ, mình đi chơi này nọ cũng yên. Nguyên xin bỏ cái này về nha. Giờ mình chế lại cũng được, nếu mình mua đem về mà ảnh không bán rồi biết sao giờ.
Ở cái máy này máy gì anh Phát? Máy bơm nước cứu quả. Máy bơm nước cứu quả nha. Đúng rồi, Cummins 6BT. Đó có cái mạc bên đó còn luôn đó, thấy không? 185 ngựa nha. Đó, nếu mà quý vị không có lấy nguyên vàng này thì lấy cái máy cũng bán luôn ha. Đó, thỏa thuận giá cả lại đó. Zin toàn bộ. Ok. Có những người người ta mua máy không mà đem về ta đánh vỏ lãi đó. Ghe tùy theo. Piston nó nhiêu ta? Tắc lẻ 2. Piston tắc lẻ 2 nha. Ở đây mình thấy cũng hay hay nè, cái phát điện này bán luôn nha quý vị. Đó, 6kW máy xăng nha. Này nhiêu tiền ta? 8 triệu nha. Đó. Hàng nghĩa địa của Honda đó. Rồi máy bên đây cũng 8 triệu luôn à. Còn máy này 1,5 triệu. Máy này 1,5 triệu hả? Ồ, máy này đem về gắn vô lãi em nè. Đó. Chịu với 2 cái luôn. Chịu với 2 cái luôn ha. Có ừ. Hàng cái địa dễ xài lắm nha quý vị. Đó. Thấy chứ tôi ra cái máy nó còn ngon đó, 8 triệu đó. Ngon, cái máy này nó hơi cũ nè. Cũng giá đó thôi. Đó. Này nhiêu ngựa ta? Nhiêu cũng 6 kW đó. Cũng 6 kW ha. Rồi cái máy nhỏ bên đây là máy gì nữa nè? Máy dân Na. Ờ, máy dân Na nha. 4NT94 hả? Nhiêu tiền? Máy 30 triệu. 30 triệu nha quý vị. Đó, zin đồng bộ đó, máy dân Na. Biết tông nó nhiêu nhớ không? 94 ly nha. Rồi. Ở đây thì có sao mình quay như vậy nha. Đó. Cái gì hay hay mình sẽ quay. Ủa anh Phát, cái mô tô nước này là bán luôn anh Phát? Bán luôn. Nhiêu tiền? 35 triệu. 35 triệu nha. Còn hoạt động bình thường ha. Đó, quay cho cảm quý vị coi. Càng khẩu xe năng bán luôn đó. Nói chung thì muốn cái gì cứ gọi cho ảnh nha. Mấy cái này là ba đồ bơm cát hả? Đúng rồi, đồ bơm cát. Bán luôn ha. Ồ, đây có cái hộp số nè. Hộp số mấy tua vậy? 2 tua. Ồ. 2 tua để dành bơm cát. ZF. Ồ. Tập số ZF của Nhật ha, 2 tua. Này nhiêu tiền bán không? 130 triệu. 130 triệu nha quý vị. Đó. 2 tua chạy tốc độ đó. Rồi qua đây đi, quá trời kìa. Đó. Trời ơi. Ủa thường là anh bán mấy dòng máy lớn lớn này như K50, K38 này nè là về đâu nhiều anh Phát? Hiện giờ á? Hiện giờ đang bán về miền Bắc nhiều. Về miền Bắc ha. Bắc thì là ở đâu? Hải Phòng hả? Đâu? Hải Phòng có Hải Dương. Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên ha, mấy dùng đó đó. Làm bơm cát. Cái máy này máy gì ta? GTA 50. K50 nha. G8 2220 ngựa. G8 2250 ngựa. Này nguyên vàng này nhiêu tiền ta? Nguyên vàng này 2,50 tỷ. 2,50 nha quý vị, là tính cái vàng chân này toàn bộ hết luôn á. Đó, vận chuyển miễn phí không? Không, bán tại bãi. Bán tại bãi nha, là giá là 1,250 tỷ. Đó, vàng bơm cát. Nếu mà có dịp là sẽ nổ máy cho quý vị xem nha. Ồ. Này vệ sinh rồi, sơn lại rồi nha. Hộp số này nhiêu tua ta? Số này tua rưỡi. Tua rưỡi nha. Nếu mà người ta muốn mua cái vàng này không là cũng bán luôn. Đúng rồi, cắt ra bán. Cắt ra bán luôn nha. Cái vàng này không cỡ nhiêu tiền? Cái bơm không là bán 220 triệu rồi đó. Thì là cái bơm không là cỡ 220 triệu rồi đó nha. Hộp số là chưa tính nha. Đó. Nói chung thì ở đây là có sao nói vậy nha. Ở đây là K38 nha. Đó, cũng vàng bơm cát luôn. 950 triệu. Bơm này thì bơm 3 km nha, ống 315. Mùa mùa lẻ thì cứ điện cho ảnh đi. Ở đây từ xưa quay cho quý vị biết chỗ đó, đồ đạc như thế nào vậy đó.
xuất phát cái máy này là máy của Komatsu hả? Tắc 7. Piston tắc 7 ha. Nó nhiêu ngựa ta? Khoảng 700 ngựa. 700 ngựa ha. Nhiêu tiền? 550 triệu nha. Thì trong nghề á, thì thường người ta xài đó thì cứ như thế nào người ta hiểu nha. Có những bạn thì không phải trong nghề thì coi cho biết thôi đó. Muốn mua cái nào thì cứ điện cho ảnh đi. Quá trời. T2 máy này nha. Máy này là máy K38 ha. 1.200 ngựa. K38 1.200 ngựa. Ủa bây giờ là máy này bán chưa? Máy là bán rồi. Bán rồi nha. Nó bán gì miền Bắc đó. Còn bên đây. K50 1.600. Máy này chưa. Máy này chưa ha. Máy này nhiêu tiền anh? Máy này 750 triệu. 750 ha. Ủa vậy là cái máy này nó không có bình nước ngọt hả? Chưa. Rồi chưa có nghe. Vậy là 750 đó ha. Nếu mà có bình nước ngọt là thêm nhiêu tiền nữa? 50 triệu nữa. Thêm 50 triệu nữa ha. Ừ. Thì khi nào rảnh sẽ nổ máy cho quý vị coi nha. Cứ chờ nha. Kumin K50 quá đỉnh. Còn phía trong đây nữa nè. Ồ quá trời cái máy. Cái máy này máy gì anh? K50. Cũng K50 luôn nha. 1.600 ngựa. Bán rồi chưa anh? Bán rồi ha. Này vệ sinh rồi. Này mình bán về đâu vậy anh Phát? Về Hải Phòng nha. Đó là bơm cát đó. Bán nhiêu tiền rồi nói khán giả biết được không? 800 triệu nha. Đó. Nói đây là thẳng luôn à. Cho quý vị coi giá. Đó. Đây nguyên vàng máy nè. Đó, thấy không? Vàng này là chưa có chủ ha. Cái máy này máy gì anh? Kumin tắc 2. Kumin tắc 2 ha. Kumin 6 phải không? 160 ngựa đó. Nhiêu tiền? 65 triệu nha. Ở đây là giá thiệt. Đó là không có bớt nữa đó. Rồi còn mà cái phần mà thương lượng cái tiền xe này nọ đó, quý vị cứ điện cho ảnh nha. Này bít tông nhiêu ta? Tắc lẻ 2 nha. Nhìn thấy nó đơn giản, nó xấu, nó cũ gì đó. Sơn phết rồi đi, thấy cảnh như nó. Đây zin đó. Còn bên đây là nguyên vàng này là sao anh? 3 số 4 ha, Kumin 3. Cái này N14 ha. Cái kia trong góc đó là 3 số 4. 3 số 4 cò lớn. Cái kế bên là 3 số 4 cò nhỏ. 3 số 4 cò nhỏ. Ủa vậy là cái 3 số 4 cò lớn này là nhiêu ngựa? 444 ngựa. 444 ngựa. Biết tông nó nhiêu? Tắc 4. Nhiêu tiền? 165 triệu. 165 triệu nha. Đó. Còn bên đây N14 410 ngựa. Bét nhớt. Con này thì bán là 175 triệu. Đó. Có giá hết trơn đó. Ở đây mà zin khỏi lo đâu. Ở đây muốn sơn thì sơn miễn phí đó. Còn bên đây 3 số 4 còn nhỏ nhiêu ngựa? 450 ngựa. 175 triệu đó. Mua về đặt ghe cào là đúng bài ha. Còn bên đây anh? Này 3 số 4 còn nhỏ luôn. 3 số 4 còn nhỏ luôn, thiếu đồ ha. Này bán 140 triệu. Đó. Tại nó thiếu đồ nha, thì ở đây có sao thì mình quay như vậy đó. Vô thực tế. Còn bên đây? Đây là 4 410. Rồi 4 410 ha. 175 triệu luôn. 410 ngựa. 175 triệu. N14. Đó, đây phụ tùng nè, đó thấy không? Bán láng hết. Mấy này là phụ tùng sao anh? Phụ tùng của Kumin 12 VTA 28. Ờ, Kumin 12 VTA 28. Đó, cứ mua điện cho ảnh đi. Đó. Có hết nè, cốp nè, trời ơi trời, cốp của trời. Turbo nữa kìa đó. Nó muốn mua cái điện cho ảnh phụ tùng gì đó. Cốp này cốp gì anh Phát? Cốp Kumin 12 VTA 28. Kumin 12 đó. Vậy là cốp này là K19 ha. Đúng rồi. Bán luôn. K19 có nói giá được không? 110 triệu. 110 triệu cái cốp này nha.
ở Tân Đa đàng hoàng. Đó. Rồi mấy bít tông này? Bít tông đó của G4 luôn. Của G4 luôn. Cái này G4 với là xài phải không? Đúng rồi. Cái này G4 nha. 500 là cũng lên đời được luôn ha. Được. Ừ, nắp xì láp nè, nó nhấp luôn nè, cứ điện cho ảnh đi. Quá trời luôn nè nó. Mình không thể nói giá hết được đâu, tại vì cái này nó lu bu luôn tuồn hết trơn á. Quý vị nào cứ điện cho ảnh đi. Đó. Tùm lum đồ hết trơn nè, trời ơi. Rồi bên đây lóc Cuny 12 nha. Nhiêu tiền? Lóc này để đang gắp máy chứ không bán ha, để gắp máy ha. Đang gắp máy một cái. Dạ. Ở bên đây nè. Bên đây cái máy hình như là Cuny 500 ha. Đang vệ sinh sơn là phết lại ha. Nhiêu tiền anh? 300 triệu nha quý vị. Đó. Ở đây là chỗ này là uy tín đàng hoàng. Nó nhập từ ở bển đem về, cho nên là mình thấy như vậy đó mình mới quay cho quý vị khán giả coi. Đó. Đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng cho nên là mình mới quay lên đó. Thì nói chung là ở đây quý vị nào cần á thì cứ điện cho ảnh đi đó. Anh ơi. Còn ở đây anh. Con ăn cá. Quá trời. Cá 38. Bán rồi chưa? Chưa. Chưa nữa, nhiêu tiền? Cái này đến 600. 600 nha, cá 38 bé nhớt đó. 1.200 hả? 1.200 rồi. 1.200 ngựa nha. Rồi. Thấy nãy giờ đấy cũng quá trời nhiều ha. Đây chuyên về Cung Minh nha quý vị. À, bây giờ ở đây là phụ tùng nha. Đó. Quay phụ tùng cho quý vị coi luôn. Đó. Wow. Lóc cốt kìa. Ui, Cung Minh không? Đó, đủ thứ luôn. Lóc cốt cam. Cứ điện cho ảnh nha, số điện thoại trên màn hình á. Ôi. Cần gì cứ điện cho ảnh. Tận gốc đó nha. Quá trời rồi. Tê quá. Biết bao nhiêu mà nói. Cái dàn này là phụ tùng nha. Bô lửa. Đó. Tùm lum hết trơn nè. Thấy không? Cần thì cứ điện đi. Trời ơi. Quá đồ rồi. Dân biển gặp này là mê lắm. Đó. Ảnh chớn nè. Đây nữa nè. Từ lưa hết trơn. Đó, kho. Đó. Bít tông. Thấy không? Đã không? Phê. Quá phê. Đó. Muốn loại nào? Có đủ hết trơn hả anh? Giá cả thì quý vị biết rồi đó, tận gốc mà, đó. Cứ điện cho ảnh đi. Ừ. Quá trời luôn. Từ xưa quay từ từ cho quý vị coi nha, đó. Coi kỹ nha. Đồ đạc có đủ hết đó. Thấy không? Lắp xì láp đó. Đó, chục bô đây đó. Giá cả thì rất là ok rồi, khỏi lo nha quý vị. Rồi đi ra nha, quay đến đây thôi. Còn ở đây là cái phần chỗ làm máy của ảnh nữa nè. Ủa mấy máy này bán hết chưa anh Phát? Đặt hết rồi ha. Cái này K38 nè. Nhiêu ngựa ta cái máy này? 1.200 ha. Còn máy này? VTA 28. 850 ngựa ha. Bán rồi hết trơn đó. Đó chỗ của mấy ảnh đó. Nói chung mình quay sơ lược cho quý vị coi biết chỗ này nọ đó. Nói chung bữa nay chủ nhật cho nên thì nghỉ rồi. Mai mới làm nữa nha.
Thì hồi nãy giờ Từ Siêu quay chỗ kho hàng Phát Nguyễn thì cũng đã xong rồi nha. Thì cái số điện thoại trên màn hình là của ảnh đó, cứ gọi cho ảnh đi. Hôm nay chủ nhật cho nên nó hơi khó khăn chút xíu về phần nổ máy. Cho nên thì clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn quý vị clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.